với dòng kem body Bạch Ngọc Liên thì có hai màu xanh và hồng được nhiều chị em quan tâm. Vì không biết là loại nào hiệu quả hơn, loại nào đáng để mua hơn, nên trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói cho bạn biết sự khác nhau của hai loại kem Bạch Ngọc Liên màu xanh và hồng để bạn có thể chọn mua đúng loại hợp với da của bạn nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Thật ra thì kem Bạch Ngọc Liên xanh và hồng không khác nhau nhiều lắm về chất lượng và giá thành, nhưng xét về mức độ phổ biến, được ưa chuộng và được sử dụng nhiều hơn, thì kem Bạch Ngọc Liên màu xanh được nhiều chị em tin mua nhất. Nếu bạn lần đầu mua kem này thì nên mua kem Bạch Ngọc Liên màu xanh, vì loại màu xanh này hợp với nhiều loại da, hợp với nhiều người nhất nên bạn nên mua loại này. Kem Bạch Ngọc Liên màu hồng thì ít người sử dụng hơn, mức độ phổ biến của nó cũng ít hơn, loại kem màu hồng này ra sau loại màu xanh, nên nhiều khi người ta đã xài quen Bạch Ngọc Liên màu xanh, đã cảm thấy hiệu quả và đẹp rồi, nên khi mẫu kem Bạch Ngọc Liên màu hồng ra sau ít được nhiều người quan tâm. Như vậy thì kem Bạch Ngọc Liên màu xanh và màu hồng chỉ khác nhau về thành phần công thức trong nó, nhưng mà khi áp dụng lên da thì cũng không khác nhau là mấy. Nên bạn chỉ cần tìm hiểu và mua loại màu xanh là ok rồi, vì loại màu xanh phổ biến nhất, được nhiều người tin mua nhất và phù hợp với nhiều loại da nhất. Khi mua hàng bạn nên tìm hiểu mua đúng hàng chính hãng là được. Vì bây giờ kem nhái theo hàng chính hãng rất nhiều, nhưng mà chất lượng thì kém lắm. Kem Bạch Ngọc Liên hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Bạch Ngọc Liên hàng chính hãng.